Chào bạn, mình là Gà đây và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Gà Công Nghiệp TV. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với tựa game Ninja Legend. Yay! Thì như tiêu đề video bạn thấy, video trước mình có nói là nếu bạn nào mà có bán những con pet mà gọi là xịn sò ở cái cấp độ là Elemental trong cái tựa game Ninja Legend này thì các bạn hãy đăng bài viết vào cái group chuồng gà của mình nha. Rồi mình sẽ nhắn tin với các bạn để mình mua. Thì có một bạn đã đăng bài viết thì mình có nói mình mua mà bạn đó tặng cho mình những con pet. Mặc dù thì bạn nói tặng cho mình những con pet thôi. Để bây giờ mình có được 8 con pet cũng được coi là xịn sò các bạn. Gần coi như là mạnh nhất trong tựa game này luôn. Đương nhiên thì nó sẽ thua con pet mà các bạn mua bằng cái gói là 1899 Robux nha. Cái con pet có tên là Awakened Stormmaster Dragon cấp độ Elemental nè. Con pet này thì bỏ Robux ra cho nên nó là con pet mạnh nhất. Thì cái con pet mà kế con pet mạnh nhất đó là con pet này các bạn, Unleashed Sub-Zero Dragon. Và con pet trong cái trứng cũ á, là Master Guardian Manticore. Thì như bạn nói á, là cái con Manticore này về chỉ số khi mà nâng cấp lên Elemental á, thì nó thấp hơn con này chút xíu nha. Coi như là con này mạnh thứ nhì đi các bạn. Mặc dù là tặng nhưng mà mình có chuyển cho bạn đó một số lượng robot, coi như là một cái phần quà mình cảm ơn cho bạn đó nha. Do mình biết á, là 99% thì những con pet này quen bất thôi. Nếu mình nhận những con pet bất thì nó cũng hơi kỳ đúng không? Ok, không nói nhiều nữa. Trong video này mình sẽ cho bạn coi là với 8 con pet mạnh thứ nhì trong game đây, mình sẽ lên cấp và cày cuốc nhanh như thế nào. Và mục tiêu trong video này mình sẽ sử dụng 8 con pet mình cày cuốc để mình có thể lên được cái rank tiếp theo, cái rank là kế cuối các bạn. Mình nghĩ là chắc tới bây giờ nhiều bạn đã được cái rank cuối đúng không? Tại vì trong phiên bản update 1 của Giáng sinh thì không có một cái rank mới. Cái rank Legendary Shadow Duelist là cái rank trước nè, cho chúng ta là nhân 5.000 key và có giá trị là 350 UN tiền. Và còn một cái rank nữa là Master Shadow gì đó các bạn. Cái khóa cuối cùng là Max rank nha. Do đó mình chỉ còn 2 rank thôi. Thì hôm nay cái video mình sẽ cố gắng lên được cái rank là Legendary Shadow Duelist. Chắc chắn là được đó các bạn. Nhưng mà không biết là chúng ta lên rank nhanh thế nào thôi. Rồi nha, bây giờ mình sẽ cho bạn coi về 8 con pet. Đây, một con pet thì có giá trị... Nope. Mình có thể tắt được chế độ Duelist đó không ta? Thì một con pet Unleashed Sub-Zero Dragon này nó có giá trị là nhân 843.000 key, 1.031 coin và 262.000 ninjutsu. Và bản thân mình thì sau khi mua game pass mình có thể equip được 8 con ha. Ô, bây giờ mới nhận ra là mình có khá là nhiều các bạn, hình như mười mấy con lận á. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi, con này nó hao hao cái con kia ha. Nó hao hao cái con pet mà trong cái video trước bạn thấy của mình á. Nó hao hao con pet này đó các bạn. Duo Destiny Shadow Dragon ha, con này thì màu xanh đậm. Còn con này thì màu xanh nhạt thôi. Rồi bây giờ mình đi tới vùng đất nào để mình cho nó kinh nghiệm nha. Không gì phải gấp gáp cả. Ok, cho những con bé lên cấp ha. Bây giờ những con bé mình lên cấp khoảng tầm 15-20 nè. Chỉ ăn một rương thôi. Tổng số coin mình có được là 10 triệu. Tổng số key mình có được là 6.75 triệu. Như vậy cái sức mạnh bây giờ của mình sau khi trang bị 8 con bé đã lên được gấp khoảng 10 lần. Trong video trước các bạn thấy mình đã mở mát cái shop Kama 6 đúng không? Tại vì bây giờ mình theo phe Kama 6 rồi. Kama đỏ mình là 2522 rồi. Bây giờ mình sẽ qua đây mình training ha. Khu vực bên đây là Evil Karma. Nó cho chúng ta nhân 15 ninjutsu, nhân 15 coin và 60 key trong 3 giây. Vũ khí mình đang xài thì cũng khá là cùi bắp. Hy vọng thì video này mình sẽ show cho bạn thêm một vài vũ khí vì chắc chắn là chúng ta sẽ không mua được cái vũ khí cuối cùng đâu. Nó cập nhật khá là nhiều các bạn và những cái đơn vị tiền tệ để mua được cái vũ khí cuối cùng nó cực kỳ cao. Rồi nha, bây giờ để thúc đẩy quá trình đó, chúng ta sẽ thứ nhất bật auto click lên. Thứ hai mình sẽ búp hai cái quan trọng nhất. Một là auto sell. Auto sell nè. Bèn 2 nhân 10 coin. Đó. Hello. Video này chúng ta sẽ đốt 110 Robux nha. Sau đó mình bật auto click lên. Và các bạn hãy cùng xem là bây giờ mình có thể kiếm được bao nhiêu tiền. Mình kiếm được là khoảng 59.6 UN các bạn. Rồi, 59.6 UN cho 1 giây. Cũng như là 1.57 OC Ninjutsu. Quá là khủng khiếp đi. Đó, lúc trước mình kiếm 1 UN khá là lâu. Bây giờ búp 8 con pet này vô. Sức mạnh mình búp gấp 10 lần. Và bây giờ mình có thể kiếm được 49.7 UN trong 1 giây. Ninjutsu mình lên tới đơn vị OC rồi các bạn. Thiệt ra là tiếng Việt với những cái đơn vị gọi là toán học chúng ta còn không biết đọc như thế nào ha. Qua nước ngoài thì chỉ biết đọc tên thôi. Ví dụ là T, rồi QT, UN, OC, chứ chúng ta không biết tên tiếng Anh nó là gì luôn á. Thôi kệ đi. Nhiều khi các bạn người nước ngoài các bạn còn không biết đọc được cái đơn vị đó nữa. Ta nói rồi, ta ghét cái chế độ đã dual này. Đừng có review với ta nữa. Không công bằng. Cày cuốc đúng lâu luôn các bạn. Mà trong chế độ đó thì ai là người giết nhiều mạng nhất và sống sót tới cuối trận đấu thì người đó sẽ là người chiến thắng. Thì không công bằng. Ồ, bây giờ mình lên được là 1.23 DUO rồi.
một đơn vị tiền tệ mới đã xuất hiện là DUO. Các bạn thấy là hồi nãy cái rank kia chỉ cần là 350 UN thôi. Rồi mình cày cuốc ở đây, mình chỉ mất đâu đó khoảng tầm 1 phút là mình có thể rebirth lên cái rank kế cuối. Ghê à? Thôi từ từ, cứ bình tĩnh. Bây giờ mình đi lên để mình mua vũ khí ha. Chơi thêm vài vũ khí nữa các bạn. À, mình thấy bên kia là khu vực Killing kìa. Xa xa đằng kia các bạn. Xa xa đằng kia là cái đấu trường ha, hiện một cái chữ kill nè. Những người chơi họ đang tàn sát lẫn nhau, đang giết nhau trong đó. Tôi không quan tâm. Tôi là người yêu chuộng hòa bình. Bây giờ mình sẽ lên là vùng đất Winter Wonderland. Cái ba lô mình nghĩ các bạn xài 399N là nó quá là bự rồi. Không cần phải mua ba lô mới ha. Còn một vài ba lô mình chưa mua nè. Ba lô này á là 5 UN ha, thôi kệ mua luôn. 799 nè. Rồi ba lô này là 30 UN 2.09 DC. Rồi, mình đã maximum luôn ha. Ba lô cuối cùng là Master Legend Assassin Bell V8. Vũ khí cuối cùng mình đang xài là Double Immortal Acid Black ha. Bion coi, mua được bao nhiêu cây? Trời, mua được có 5 cây thôi. Cây hiện tại á là 92 WE Ninjutsu 600 UN ha. Double Immortal Legend Black. Mua xong á mình còn 512 UN ha, vẫn đủ để rebirth. Nhưng mà lỡ mua cái búp rồi các bạn, búp mình còn 12 phút nè. Cho nên ha, bây giờ là mình sẽ cày cuốc, treo máy. À, bây giờ mình kiếm được là 91,4 UN nè, 109,7 UN coin cho 1 giây và 2,09 OC Ninjutsu cho 1 giây. Ghê chưa? Nhưng mà con bét này xấu quá các bạn. Thiệt luôn á. Những con bét trong tựa game này có hình dáng thiệt là khủng khiếp. Con bét này có cái đầu thứ hai nó mọc từ đít của cái đầu thứ nhất ra nè. Game này không thể làm bét dễ thương hơn được sao? Làm những con bét có hình dáng thiệt là khủng khiếp, thật là đáng sợ. Thì nếu các bạn mà thoát ra khỏi cái tựa game này thì cái búp này vẫn còn ha. Cái này mình nghĩ là mình phải rebirth các bạn. Sau khi mình rebirth á thì mình sẽ lên nó nhanh hơn. Vì cái rank tiếp theo á, Legendary Shadow Duelist nè, cho mình 5.000 key. Là mình hơn cái rank Ancient Battle Legend này 1.500 multiplayer key. Ha, mua tiếp coi, chắc được vài cây nữa quá. Trời, mua được có 1 cây à. Đây, Legendary Shadow Duelist, yes. Tròn tròn tròn. Một rank cuối cùng. Và cái rank này tốn chúng ta là 7 DOO. Oh, 7 DOO thì mình nghĩ cũng khá là nhanh đó các bạn. Hồi nãy mình treo máy với lại hai cái búp này ha. Khoảng tầm 3 phút tới 5 phút thôi. Mình kiếm được 3 phẩy mấy DOO rồi. Rồi thì có thể nội dung video này nó hơi ngắn, tại vì trong video này chủ yếu mình muốn thông báo với các bạn là mình đang sở hữu 8 con bét được coi là cũng như là mạnh nhất trong game rồi. Tại vì 8 con bét này là 8 con bét mạnh nhất trong cái chứng Giáng sinh nha các bạn. Khả năng cao là nó chỉ thua con bét mà mua bằng Robux thôi, trong cái gói 1899 Robux nè. Rồi, hy vọng bạn thích video này và đừng quên bỏ lại một like. Nếu bạn là người mới thì hãy nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho cái channel của mình nha. Hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo. Xin chào. Video hay không? Hay thì like với share đi. Chờ gì nữa? Đăng ký kênh chưa? Coi chùa hoài à, kỳ ghê á.